Rồi mến chào anh em, hôm nay ngày 24 tháng 6 anh em ơi, tiếp tục giao cái bộ K195 anh em. Bộ này giao về ở Vĩnh Long anh em. Thì đăng lên thì anh khách ảnh đã chốt anh em ơi. Cái này thì đăng ngày hôm qua. Mình có lên clip anh em. Hiện nay ông khách anh đã chốt rồi. Chốt đang giờ mình lên xe đặng giao hàng cho ông anh mình ha. Máy K195. Quá đẹp anh em ơi. Anh em đăng lên hình anh trai mình đừng nghĩ là chốt luôn. Cảm ơn đã anh trai là tin tưởng và anh em cảm ơn anh em tin tưởng và ủng hộ ha. Hộ này khỏi bàn cãi nữa, quá đẹp. Tỉnh nào, tỉnh thành nào, bất cứ ở đâu thì cũng được có hỗ trợ chơi góp anh em. Rồi. Bộ này thì nó 18 găng anh em. Găng sới còn đủ luôn nè. Ốc còn xanh lởm luôn. Bỏ phải chơi bằng cải anh em ơi, nhức nắp luôn. Đầu máy thì EA12. Vỏ lớp thì quá rất là hoàn hảo nè. Còn lành cành đào luôn. Quá đẹp. Bộ này về anh em cài sới tặc luống rồi lên được anh em, kéo cài có một ha, ngon lành ha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi và quan tâm nha. Kết thúc anh em.